Mời quý vị và các bạn một ly trà hoa nha. Chào đón quý vị và các bạn đã đến với chương trình kể tích truyện pháp cú của Đại Nghĩa. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ bước sang một phẩm mới, phẩm thứ 8, phẩm có tên là Ngàn. Câu pháp cú số 100. Dầu nói năng ngàn lời, nhưng không gì lợi ích, tốt hơn một câu nghĩa nghe xong được tình lạc. Và câu chuyện của chúng ta có tên là Tên Đào Phủ. Thế Tôn đã dạy câu pháp cứu trên tại Trúc Lâm về chuyện tên Đao Phủ răng đồng. Một bọn 499 tên cướp sống bằng nghề cướp bóc các thôn làng và những nghề bạo động khác. Bây giờ có một gã răng màu đồng, da ngâm đen, mình đầy sẹo đến xin nhập bọn với chúng. Chú Đảng nhìn gã thấy tánh tình tàn bạo quá đổi, có thể ăn thịt mẹ và uống máu cha nên từ chối. Dù thế, gã vẫn tìm cách nịnh để mua chuộc cảm tình một lâu la hầu cận. Kết quả, gã được thâu nhận. Đến một lúc nào đó hết thời, bọn cướp bị dân chúng hợp lực với lính nhà vua bắt được đưa hết ra tòa. quan tòa ra lệnh chặt đầu bọn chúng bằng rìu. Dân chúng bối rối, không tìm ra người bằng lòng làm đau phủ. Cuối cùng, Họ bảo tên chúa đảng, nếu chịu giết hết bọn sẽ được tha mạng và còn được thưởng nhiều. Nhưng đã từng chung sống với nhau, hắn cũng không nở. Họ hỏi đến tên răng đồng, da ngâm đen, mình đầy sẹo. Gã đồng ý, rồi gã giết hết cả bọn, được tha mạng và lãnh thưởng. Cũng thế, họ đem 500 tên cướp trong xứ từ phía nam đến xét xử và kết án tử hình. Không tìm được đao phủ, họ nhớ đến gã, tìm đến gã bằng lòng. Họ cho gã là người xuất sắc và phong làm đao phủ thường trực. Sau đó, họ đem 500 kẻ cướp từ phương Tây rồi từ phương Bắc đến và gã giết hết tổng cộng 2.000 người từ bốn hướng. Từ đó, mỗi ngày gã giết một hay hai người. Trong suốt 55 năm, gã hành nghề đao phủ công cộng. Về già, gã không thể chặt đầu người một nhát mà phải hai đến ba nhát gây thêm đau đớn vô ích cho nạn nhân. Vì thế, dân chúng muốn kiếm người khác và cho gã nghỉ việc. Tức về sau, gã sẽ mất bổng lộc là quần áo cũ, cháo sữa nấu từ bơ tươi, hoa nhài và dầu thơm để trang điểm. Do đó, ngày bị bãi chức, gã ra lệnh nấu cháo sữa sẵn, rồi ra bờ sông tắm. Xong, gã mặc quần áo cũ, đeo vòng hoa nhài, sức dầu thơm vào tay chân, về nhà ngồi xuống, thì cháo sữa đặt trước mặt với nước rửa tay. Vào lúc đó, trưởng lão xá lợi phất xả thiền, nhìn trước lối sẽ đi khất thực, thấy cháo sữa trong nhà tên đao phủ cũ. Ngài biết rằng người đặc biệt này sẽ đối xử tử tế, do đó ông sẽ được phước báo lớn. Thấy trưởng lão khoác y ôm bác đứng trước nhà, ông sanh thâm hoan hỷ và nghĩ đến biết bao mạng người chết dưới lưỡi đao của mình, ông phát tâm cúng dường. Ông cất tô cháo đặt trước mặt mình, bước ra đảnh lễ và mời trưởng lão vào nhà ngồi, trút cháo vào bình bát, rưới mật tươi lên và đứng quạt một bên. Đã lâu không nếm cháo sữa, ông thèm ghê gớm. Trưởng lão đọc được ý của ông, bèn bảo ông hãy ăn đi. Ông đưa quạt cho người khác quạt cho trưởng lão, còn ông thì ăn cháo. Trưởng lão bảo người quạt, hãy qua quạt cho ông đao phủ cũ. Thế là có người quạt hầu, Ông ăn một bữa cháo no bụng rồi lấy quạt lại, quạt cho trưởng lão. Ngài thọ thực xong, ông đỡ lấy bình bát và trưởng lão bắt đầu hồi hướng công đức. Nhưng ông chẳng thể để tâm nghe được vì lâu nay làm việc tàn bạo giết hại nhiều người. Giờ đây nhớ lại tâm trí quá rối loạn, ông không chú tâm được. Do đó trưởng lão tìm lời khéo để giúp ông. Ông làm việc tự ý mình hay theo lệnh người khác vua sai con làm bạch tôn giả. Nếu thế, ông đâu có lỗi gì cư sĩ. Ông hoang mang, vì theo lời trưởng lão, ông không có lỗi gì. Ông xin trưởng lão nói tiếp bài hồi hướng. Tâm ông trở nên tĩnh lặng, nhẫn lực được khai mở, ông tiến đến quả dự lưu. Trưởng lão ra về, ông tiễn ngài một đoạn đường. Trên đường về, ông bị quỷ giả xoa, dưới lốt con bò cái hút chết. Ông tái sanh vào cõi trời đâu xuất. Các tỳ kheo bàn tán trong pháp đường về tên Đao phủ và thắc mắc không biết ông ta sanh về đâu. Phật đến nghe thấy liền dạy: "Các tỳ kheo, ông ta sanh lên cõi trời đâu xuất. Ông ta được đại thiện tri thức thuyết pháp cho, nhờ đó ông mở mang tri kiến nên được sanh thiên." Xong Phật nói kệ: "Người Đao phủ trong thành nghe những lời khéo nói, được nhẫn và sau đó lên cõi trời hưởng vui các tỳ kheo vẫn còn ngạc nhiên hỏi tiếp bạch thế tôn trong lời hồi hướng thật ra đâu có năng lực gì ghê gớm vả lại người này đã lầm lỗi rất nhiều làm sao ông ta chứng đạt với ít lời như thế thế tôn đáp các tỳ kheo đừng đo lường giáo pháp của ta nhiều hay ít lời một câu đầy đủ đạo lý vẫn có công đức siêu việt và ngài nói pháp cú dầu nói năng ngàn lời nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu nghĩa nghe xong được tình lạc thưa quý vị hôm nay chúng ta nghe một câu chuyện về một tên đao phủ và khi mình mới nghe qua mình cũng hơi giật mình mình cũng hơi hoang mang một chút thật sự là như vậy bởi vì cái người này á vốn xuất thân không rõ ràng nhưng mà qua cái miêu tả về ngoại hình cũng như là cái lời nhận định của cái tên mà tướng cướp đầu đảng á thì mình thấy cái tên này thứ nhất là răng đồng nè da ngâm đen mình đầy sẹo tên chúa đảng thì nhìn thấy gã này tánh tình lại tàn bạo có thể ăn thịt mẹ uống máu cha có thể là cái sự việc mà gọi là ăn thịt mẹ uống máu cha nó không phải là một cái sự việc thật với cái người này nhưng mà qua cái góc nhìn của cái tên chúa đảng cướp thì thấy đây là một cái người rất là hung dữ có thể làm được những cái việc tội ác luôn cho nên là ban đầu cái tên chúa đảng cướp này cũng rất là ngại, không muốn nhận nó vào trong cái à, toán cướp của mình. Nhưng mà rồi sau đó cái tên kia vẫn bằng một cách tiếp cận làm quen lân la để rồi sau đó cũng được thâu nhận. Kết quả như thế nào? 500 tên cướp này đều bị dân chúng và lính của nhà vua bắt được đưa ra tòa. quan tòa phán quyết là sẽ chặt đầu hết lũ cướp này. Nhưng mà bây giờ chặt đầu hết cả 500 tên cướp thì ai làm được chuyện đó? Cho nên là mọi người mới phải đi tìm một người nào đó có thể làm được cái công việc này. Ngay kể cả hỏi tên Chúa Đẳng Cướp, bây giờ nếu như ngươi chấp nhận, ngươi chặt đầu hết 499 đứa đàn em của ngươi thì ngươi sẽ được tha tội và còn được cho tiền nữa. Nhưng mà cái tên cướp này thì không nở làm như thế là bởi vì nó nói rằng là dù sao là cũng tình nghĩa anh em cùng trong băng cướp với nhau mà bây giờ giết anh em mình như vậy thì hắn không nở để có thể ra tay. Nhưng mà khi hỏi đến cái tên mà răng đồng da ngâm đen mình đầy sẹo này thì gã ta đồng ý ngay. Thì có thể nói rằng là gã này cũng là người có máu lạnh, cũng sắc đá dữ lắm mới có thể nhận lời làm một cái công việc như thế. Và sau đó hắn chặt đầu hết cả 499 tên cướp đó và dĩ nhiên hắn được tha cho cái tội của mình rồi bên cạnh đó còn được lãnh thưởng nữa. Nhưng mà rồi sau cái sự việc đó thì ở những cái nơi khác cũng áp giải những cái tên cướp khác về mỗi một phương như thế lắp giải tầm khoảng 500 tên cướp về đây thì ai là người làm việc này cũng là cái tên đao phủ ấy và như vậy là hắn đã giết tổng cộng 2.000 tên cướp từ bốn phương bị giải về rồi sau đó gã lại tiếp tục làm cái nghề đao phủ mỗi ngày gã chỉ giết một hay hai người thôi là bởi vì không phải lúc nào cũng có cả 500 tên cướp mang về cho gã chặt đầu cho nên là chừng một hai người trong một ngày thôi nhưng mà ngày này qua như thế suốt 55 năm gã hành nghề đao phủ như vậy và có thể nói rằng cái số người mà bị gã chặt đầu á, gã đóng cái vai trò của một tên đao phủ á, thì không thể nào đếm hết được ấy vậy mà khi hắn về già nhân duyên đến hắn gặp được ngài xá lợi phất lúc đó sanh tâm hoan hỷ là mới cúng cái cháo sữa đó cho ngài xá lợi phất mời ngài vào trong nhà mời ngài dùng cháo sữa cùng với mật tươi tưới ở bên trên rồi sau đó đứng cầm cái quạt quạt hầu cho ngài sa lệ phất nhưng mà bởi vì hắn thèm lâu rồi không ăn được món cháo đó ngài sa lệ phất thì biết mới bảo hắn ngồi xuống và hãy dùng cái bát cháo sữa này đi không biết là cái cháo sữa mà cái tên này mang cúng cho ngài sa lệ phất á, thì ngài đã có dùng được miếng nào chưa hay là chưa kịp dùng miếng nào hết nhìn qua thấy ông kia đứng đó mà thòm thèm quá đi cho nên là mới nhường ngược trở lại cho ông ăn hay là ngài cũng đã dùng một phần rồi phần còn lại mới đưa lại cho hắn thì chuyện này mình không biết mình chỉ thấy rằng là mình cúng giường xong rồi mình đứng đó mình thèm cái món mà mình cúng cho người ta đó xong rồi người ta phải cho mình ngược lại cho đến khi trường lão hồi hướng công đức thì bởi vì cái nghiệp sát của mình đã quá nặng giết cả bao nhiêu con người mấy ngàn người cho nên là cái tâm trí không thể nào mà định tĩnh được rối loạn cái điều này thì mình cũng dễ hiểu phải không khi chúng ta đang có những cái việc gì đó mà nó không chân chính là một cái điều gì đó mà nó sai trái có thể người bên ngoài vẫn chưa biết đâu nhưng mình biết lương tâm mình biết mình nhìn vào trong gương mình biết rằng cái con người đang ở trong gương đó là một cái người không tốt mình có thể mình che mắt cả thế gian nhưng mình không thể nào che mắt được chính mình và nếu như mình có làm những việc như thế thì sao tâm trí mình có bình yên không lòng mình có an ổn nổi không không chắc chắn là nó sẽ dày vò mình hàng ngày hàng giờ hoặc là đêm nằm mình sẽ trằn trọc thao thức mình không ngủ được đó là khi mình biết về những cái tội lỗi mà mình đã từng gây tạo còn nếu như những ai mà đi đến cái mức mình gây tạo rất nhiều tội lỗi mà mình cũng không biết đó là tội lỗi mình vẫn cứ nghĩ rằng đó là những cái chuyện hết sức bình thường và mình chẳng sai lầm gì cả thì những ai như vậy thì chắc có lẽ sẽ ăn ngon ngủ yên đấy ăn ngon ngủ yên chẳng qua là do mình vô minh thôi. Mình tâm tối mình si mê đến cái mức mình không biết mình đang làm tội. Nhưng mà khi mình không biết như vậy thì mình không phải lãnh nghiệp không ạ? À? Hay là bây giờ nói rằng bởi vì mình không biết là mình đang làm những cái việc tội lỗi cho nên là mình sẽ không gánh những cái nghiệp đó. Làm sao được chứ đúng không? Dù cho mình biết hay không biết thì cái nghiệp mình gây tạo ra vẫn nằm ở đó chỉ là đôi khi cái mức độ nó sẽ có khác nhau thôi thì giống như pháp luật bây giờ cũng vậy cái sự việc đó nếu như người ta cố ý làm rắp tâm người ta làm thì cái tội lỗi sẽ nặng hơn còn khi người ta vô tình người ta làm thì vẫn có tội chỉ là có điều người ta sẽ nhìn ở một cái góc độ do vô tình do không biết cho nên có thể sẽ giảm cái mức án nó nhẹ hơn một chút vậy thôi tội cố sát hay tội ngộ sát thì nó vẫn là tội sát. Nó khác ở cái chữ cố hay là ngộ. Cố ý hay là vô tình vậy thôi. Thì với cái tên đau phủ này cũng như thế. Cái việc mà hắn ta làm giết hơn 2.000 con người như vậy, chắc chắn hắn ta biết đó là một cái nghiệp nặng nề. Đó là một cái điều làm cho hắn phải trần trọc, phải thao thức, phải rây rứt mỗi ngày. Mà chính vì thế cho nên không thể nào mà định tâm tỉnh trí để nghe được cái lời hồi hướng của trưởng lão xá lợi phất được. Sau đó trưởng lão mới tìm cách khéo léo để giúp cho cái tên đau phụ này. Mới hỏi rằng cái việc mà ông làm á, là tự ý mình làm hay là làm theo lệnh của người khác. Thì hắn ta mới nói làm theo cái lệnh của đức vua. Vua sai con làm thì con phải làm nếu thế ông đâu có lỗi gì ở đây nó lại là một góc độ khác của cái điều mà nghĩa vừa mới chia sẻ lúc nãy với mọi người cố tình làm hay vô tình làm vô tình làm do mình không biết vô tình làm do mình lỡ xảy ra một cái sự cố nằm ngoài ý muốn của mình còn ở đây làm biết mình đang làm làm tên đau phủ, chặt đầu người, biết mình đang làm điều đó. Nhưng mà sao ạ? Làm bởi vì theo lệnh của vua. Chứ ông ta cũng không phải là cố tình chặt đầu những cái tên cướp kia. Hoặc là ông ta vô tình sát hại sinh mạng của những con người kia. Ông ta làm ông ta hoàn toàn có ý thức hết. Chỉ là làm vì lệnh vua buộc phải làm thế thôi. Nếu như vậy thì không có lỗi. Và khi trưởng lão Sa Lợi Phất có vài lời khai thị như thế để giúp cho cái tâm của ông trở nên nó định tĩnh hơn. Bởi vì ông sẽ cảm thấy yên tâm về cái quãng đời mà mình đã trải qua. Với những cái việc làm là mình đã chặt đầu không biết bao nhiêu người như thế. Cảm thấy yên tâm hơn. Thì lúc đó cái tâm nó tĩnh lặng lại. Và mới lắng nghe được những cái lời pháp của Ngài Sa Lợi Phất và sau đó chứng quả dự lưu. Ở đây thì nghĩa có một cái thắc mắc như thế này. Có thể là những cái phần việc về sau này là do lệnh của vua. Khi ông bắt đầu, ông phải làm cái việc là chặt đầu 499 tên cướp trong cái băng nhóm của mình. Lúc đó ông làm vì cái gì? Lúc đó ông làm vì được nhận một cái lời hứa hẹn sẽ được tha tội, sẽ được thưởng tiền. Lúc đó có ai ép ông làm không? Không. Lúc đó vua đâu có chỉ định buộc rằng cái tên này mi phải đứng ra làm đao phủ chặt đầu hết 499 tên kia cho ta. Vua không ép. Mà là treo giải thưởng thôi. Nếu như vậy thì ông có phải nằm trong cái lời mà Ngài Xá Lợi Phất đã nói không? Là buộc phải làm thì ông không có tội. Đằng này đâu ai buộc đâu. Ông làm vì lợi ích của mình mà. Ông làm vì để bảo toàn mạng sống cho mình, ông làm để sau đó ông còn có tiền, cho nên sẵn sàng đứng ra nhận lãnh cái nhiệm vụ trở thành một tên đa phủ chặt đầu hết 499 người kia, vậy thì cái nghiệp đó của ông ở đâu? Từ lúc đó về sau thì ông làm theo lệnh của vua thì mình có thể hiểu được. Nhưng cái khúc đầu đó đó hoàn toàn không có lệnh vu ép buộc mà ông làm vì lợi ích của mình. Cho nên, Người mới nói rằng người hơi thắc mắc ở cái đoạn này của câu chuyện là như thế. Sau khi ông đã chứng quả dự lưu, trưởng lão xá lợi phất ra về, tiến ngay một đoạn đường thì ông bị quỷ giả dạ xoa dưới lốt con bò cái hút chết. Cái chi tiết này mình nghe quen không ạ? Cũng đã có một hai câu chuyện trước đây, nó có cái chi tiết tương tự như thế này. Cũng bị một con bò cái là con quỷ dạ xoa đồ lốt hút chết nè hoặc là có khi bị người thợ săn bắn lạc một mũi tên chết nè đã có những cái câu chuyện với cái chi tiết tương tự như thế này mà chúng ta cũng đã nghe qua ở những số trước phải chăng đây là cái nghiệp mà ông đã trả cho cái việc ông sát hại những tên cướp đồng bọn của mình nghe đang suy nghĩ về điều này không biết đây có phải là cái nghiệp mà ông phải trả hay không nếu như đây là một cái nghiệp mà ông phải trả So với cái nghiệp mà ông đã tạo ra Là chặt đầu 499 tên cướp kia Hóa ra cái nghiệp mà ông phải nhận lãnh Nó cũng còn rất nhẹ Vì sao? Nghe nghĩ rằng bởi vì khi ông khai mở tâm trí của mình Tâm ông phát sinh những cái điều thiện lành, những cái điều tốt đẹp Đầu tiên là ông sanh tâm cúng dường cho Ngài Sa Lệ Phật sau đó với một vài lời khai thị của ngài sa lệ phất tâm ông tỉnh lặng lại để ông chứng quả dự lưu nhẫn lực được khai mở có lẽ là bởi vì công đức cũng như là cái năng lực của một vị vừa mới chứng đắc nó đã phần nào đỡ cho ông đi được những cái nghiệp nặng mà ông đã từng gây tạo ngày xưa hay không điều này thì nghĩa không dám khẳng định nghĩa không dám chắc chắn nghe đang nói dựa trên một cái suy nghĩ rất là chủ quan của mình thôi bởi vì mình thấy cái nghiệp đó ông gây tạo ra cũng rất là nặng. Nhưng mà rồi mình không nghe nói ông sẽ bị đọa lạc hay ông phải trả một cái nghiệp nặng nề khác như thế nào. Bởi vì sau khi ông chết, ông được sanh thiên mà. Được lên cõi trời đâu xuất. Thì nghĩ nghĩ có khi những cái công năng, những cái định lực, phước báu của một cái người vừa mới chứng quả dự lưu đã là một tấm áo giáp che chắn phần nào cho ông bớt đi được cái nghiệp ngày xưa ông đã gây tạo ra chỉ để cho ông trả bằng cách là bị một con bò cái hút chết thế thôi chứ không có phải bị đau đớn khổ sở hay trầm luân đọa lạc như địa ngục hàng trăm hàng vạn kiếp thì đó là cái ý mà nghĩa nghĩ theo cái góc nhìn chủ quan của mình thôi sau khi sự việc xảy ra thì các tỳ kheo mới thắc mắc mới bàn tán không biết ông sanh về đâu thì phật nói là ông sanh thiên đó thì các tỳ kheo lại tiếp tục thắc mắc nói rằng là cái lời hồi hướng thật ra đâu có năng lực gì ghê gớm và lại cái người này đã lầm lỗi rất nhiều làm sao ông ta chứng đạt được với chỉ một ít lời như thế thế tôn mới đáp đừng đo lường giáo pháp của ta nhiều lời hay ít lời một câu đầy đủ đạo lý vẫn có công đức siêu việt Đó, à, đây là cái điều mà mình cần phải chú ý chúng ta là người học phật chúng ta là những người phật tử biết đi chùa biết đọc kinh một thời khóa ở chùa hay ở nhà chúng ta đọc qua cũng khá nhiều bài kinh và nếu ai siêng năng hành trì ngày nào cũng giữ cho mình được một cái thời khóa đọc kinh như thế tốt không ạ rất tốt lời kinh là những cái lời dạy của phật hoặc là sau này là những cái lời dạy của tổ khi chúng ta nghe, chúng ta đọc thì đó là cách để chúng ta đang ôm lại những cái lời dạy của Phật ngày trước. Nhưng mà có khi chúng ta chấp, có khi chúng ta sẽ chấp vào cái việc là một ngày chúng ta đọc được bao nhiêu bài kinh và cái bộ kinh này chúng ta đã đọc được bao nhiêu bộ. Có những người đặt ra cho mình những cái mốc hạn định như là sẽ phải đọc 7 bộ, 21 bộ hay 108 và chúng ta sẽ rất là tự hào về cái công phu tu tập hành trì của mình như thế. Mình sẽ khoe với mọi người rằng, à, tôi đọc được 21 cuốn Pháp Hoa rồi, hay là tôi đã đọc được lẻ 108 cuốn Kinh Địa Tạng rồi, vân vân. Và có một chút gì đó, nó hơi kêu mạn giấy lên trong lòng mình. Nhưng mà liệu rằng, trong bao nhiêu bộ Kinh mình đọc đó, mình ghi nhớ được bao nhiêu câu của Đức Phật dạy? ghi nhớ, hiểu, thẩm thấu nó một cách sâu sắc nha. Chứ không phải nhớ như là mình học thuộc lòng, mình học vẹt, không phải. Nhớ cái câu đó một cách sâu sắc, ghi trong tâm mình để lấy cái câu đó hành trì mỗi ngày trong tâm. Nhắc nhở mình trong tâm. Thì liệu rằng chúng ta nhớ được bao nhiêu câu như thế từ những lời Phật dạy? Không làm những điều ác, phải làm những việc lành giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Đó là bốn cái câu kinh mà chúng ta vẫn thường nghe các thầy nhắc đến. Và bốn câu kinh đó không quá khó để chúng ta có thể nhớ được. Nhưng mà nhớ một cách sâu sắc, hiểu nó một cách tường tận thấm đẫm với nó thì có hay chưa? Có lẽ là chưa. Không làm những việc ác, chỉ làm những việc lành. Giữ tâm ý trong sạch nghe qua mình thấy đơn giản quá đúng không nhưng mình có thật sự mình làm được điều đó hay chưa thì cái điều này mỗi người sẽ phải tự trả lời ha thì đức phật đã nói đó đừng đo giáo pháp của ta nhiều lời hay ít lời chỉ cần một câu đầy đủ đạo lý thôi cũng đã có công đức siêu việt vậy thì với những cái lời dạy của đức phật ngày xưa có phải khó khăn lắm để chúng ta tìm được một câu đầy đủ đạo lý hay không? Không. Câu nào mà đúng là lời của Đức Phật nói ra cũng đầy đủ đạo lý cả. Mỗi một câu nói của Đức Phật sẽ dựa vào cái đối tượng đó căn cơ như thế nào, hoàn cảnh ra làm sao mà Đức Phật sẽ có những cái lời nói phù hợp với cái đối tượng đang lắng nghe đó. Và câu nào mà Phật nói ra cũng là chân lý, cũng đầy đủ đạo lý hết, chỉ có điều là chúng sinh chúng ta nghe và có thấm được hay không mà thôi nếu chúng ta chỉ cần thấm được một câu mà đức phật đã dạy cho chúng ta chuyên tâm nghe theo hành trì sửa tâm sửa tánh của mình thì chúng ta cũng sẽ có được những công đức siêu việt chứ không nhất thiết là mình phải nghe trăm kinh vạn quyển và mình nghĩ rằng như thế đó là đủ nếu như chúng ta làm như vậy thì có khi nghe nghĩ mình giống như những cái em học sinh ấy. hồi xưa chúng ta đi học cũng y như vậy thôi mình học vẹt cô giao bao nhiêu bài tập về nhà như thế là mình sẽ phải học thuộc lòng để ngày hôm sau vào lớp trả bài cho cô đứng đọc ra 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 ra, ra trôi trôi vậy đó nhưng mà nhiều khi nó không đọc lại trong đầu mình được bao nhiêu thì giờ đây chúng ta có lẽ cũng như thế trong kho tàng kinh điển của Phật giáo biết bao nhiêu cuốn kinh bao nhiêu bộ kinh thì làm sao với những người cư sĩ như chúng ta dễ gì có thể đọc qua hết được. Ngay kể cả những người vị tu sĩ cũng như thế, không phải vị nào cũng có nhiều thời gian để mà đọc hết được toàn bộ tam tạng kinh điển, chứ đừng nói chi là cái việc ghi nhớ. Cho nên, với những người cư sĩ thế gian như chúng ta, nghe nghĩ rằng, đọc nhiều cũng tốt. Có cơ hội, có thời gian, mình cứ đọc kinh nhiều đi, nghe giảng nhiều đi, ở nhà giữ những cái thời khóa đều đặn như vậy đi vẫn tốt rất tốt nữa là khác nhưng mà sẽ càng tốt tốt hơn nữa nếu như trong số những bài kinh mà chúng ta đọc qua chúng ta lấy một câu hai câu nào đó mà chúng ta cảm thấy mình tâm đắc mình hiểu thấu nhất để mình giữ mình hành trì theo cái lời dạy đó của đức phật hoặc là chúng ta có thể dựa vào những cái câu kinh pháp cú lấy đó xem như là một cái câu tâm tâm niệm niệm trong lòng mình để mình tu tập đã có rất nhiều những cái bài kinh pháp cú mà Nghe đã đọc qua cho các bạn nghe chỉ có bốn câu thôi rất ngắn gọn và chúng ta cũng có thể hiểu được thì đây như đức phật nói câu pháp cú cuối cùng dầu nói năng ngàn lời nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu nghĩa nghe xong được tịnh lạc hay quá đúng không ạ cái này nếu như chúng ta nhìn ở cái góc độ thế gian của mình nè chứ mình sẽ chưa nói đến cái góc độ là những cái lời hay ý đẹp của phật hay của tổ hay của các vị chân sư minh sư các vị thầy mà chúng ta vẫn đang theo học mình nói chuyện thế gian ngoài đời của mình thôi đôi khi chúng ta huyên thuyên chúng ta nói rất là nhiều cái gì chúng ta cũng có thể nói được hết chuyện nhà mình chuyện nhà người chuyện ai mình cũng có thể mang ra lấy đó là một cái chủ đề để mình bàn tán nhưng mà một cái buổi mình ngồi mình nói như thế một tiếng hai tiếng ba tiếng thậm chí cả một ngày trời như vậy có được lợi lạc gì không có mang lại cho mình lợi ích hay mang lại cái lợi ích đó cho những người xung quanh hay không hay đó là những câu chuyện mà người ta vẫn thường hay nói câu chuyện làm quà chẳng có gì để nói, thôi mang chuyện này chuyện kia ra nói xem như là một cái gì đó để làm quà cho nhau. Thì những cái lời nói đó nó hoàn toàn nó chẳng có lợi ích gì cả. Còn nếu như chúng ta chỉ cần nói một vài lời thôi, hoặc ngắn gọn đơn giản trong một cái ý gì đó nhưng nó bao hàm những cái ý nghĩa, những cái câu chuyện hay, những cái bài học tốt để chúng ta có thể làm lợi lạc cho chính bản thân mình là trước tiên nè. À sau đó cũng những câu chuyện đó nó làm lợi cho những người xung quanh có phải là khi chúng ta nghe một cái câu chuyện nào đó về một cái việc làm đẹp một cái tấm lòng nhân ái một cái nghĩa cử cao đẹp nào đó ở ngoài xã hội thì tuy nhiên có phải là trong lòng chúng ta nó cũng phát sinh những cái niệm thiện lành mình cũng mong muốn mình làm được những cái điều tốt đẹp như thế và có phải đó là những cái câu chuyện nó làm cho tâm hồn người ta trở nên đẹp hơn hay không? Đó là những cái điều mà chúng ta cần phải nói đó. Thì đó là cái bài học mà chúng ta học được từ câu chuyện của cái người đao phủ trong cái bài Kinh Pháp Cuốn ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã lắng nghe, đã theo dõi. Chúc mọi người một ngày thật an lạc nha. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình của ngày mai.